Con xin kính chào quý cô, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân đã thân mến. Sáng hôm nay, thứ Bảy, 31 tháng 8 năm 2024, cũng là ngày cuối cùng của tháng 8. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta và chúc lành cho chúng ta bước qua tháng 9. Chúng ta làm được nhiều điều tốt lành hơn. Những gì tốt lành chúng ta có thể làm được thì trong tháng 8 này, chúng ta trong ngày cuối cùng của tháng 8 này thì xin cho chúng ta cũng cố gắng có một việc tốt lành để dâng lên cho Chúa cũng như là chia sẻ cho tha nhân. Chúng ta đi vào chương trình năm câu danh ngôn mỗi ngày. Câu danh ngôn thứ nhất, người lạc quan nhìn thấy vẻ đẹp của hoa hồng, người bi quan chỉ để ý đến gai nhọn của nó. Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt giữa những người lạc quan và những người bi quan. Những người lạc quan thì luôn luôn thấy những cái điều tốt, cũng là một bông hoa hồng thế nhưng mà có những người thấy được vẻ đẹp của bông hoa hồng và cũng có những người chỉ thấy những bụi gai, chỉ thấy những cái cái gai nhọn của cái bông hoa hồng. Thế thì con thì con vẫn mong ước rằng mình là một con người lạc quan để luôn luôn thấy những cái điều tốt nơi anh chị em mình chứ đừng có thấy những cái gai nhọn cũng có một uh, câu danh ngôn tương tự đó là nếu tâm của chúng ta sáng thì chúng ta cũng thấy được những cái điều sáng nơi người anh anh em của mình thế nhưng mà nếu tâm của chúng ta tối tâm của chúng ta tội lỗi thì chúng ta cũng chỉ thấy được những cái tội lỗi của anh chị em mình mà thôi ha. người lạc quan thấy vẻ đẹp của hoa hồng còn người bi quan thì chỉ thấy gai của hoa hồng xin cho chúng ta là những con người tích cực là những con người tốt lành để chúng ta chỉ thấy những điều tốt À, chứ không mà quá chứ không à, gọi là đau buồn à, tức là trói buộc trong những cái điều không hay tức là đối với à, tha nhân đối với người khác thì chúng ta luôn luôn thấy những điều tích cực thấy những cái điều tốt nơi người anh chị em mình còn à, những cái điều không tốt à, có thể chúng ta cũng vẫn thấy nhưng mà chúng ta có thể nhẹ nhàng đón nhận rồi à, à, tha thứ cho người anh chị em mình người lạc quan thấy vẻ đẹp của hoa hồng còn người bi quan chỉ thấy những gai nhọn à, ví dụ như là các bệnh nhân con đi thăm các bệnh nhân thì con thấy nó mỗi người mỗi thái độ cũng có những người đón nhận bệnh tật đó, như là một cơ hội để đền bù tội lỗi cũng như là cầu nguyện cho những người thân và cũng có những người chỉ toàn thấy tiêu cực thôi tại sao tôi lại bị bệnh này tại sao tôi lại phải đau khổ như thế này tôi làm cái gì mà tôi lại phải đau khổ như thế này à, thế thì xin cho chúng ta là những con người à, à, lạc quan để trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn tìm thấy cái tốt trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn tìm thấy cái tốt tìm thấy hướng đi rồi câu danh ngôn thứ hai người tử tế khi còn gần nhau người tử tế khi còn gần nhau để sau này khỏi hối hận khi đã xa nhau à, tức là nếu chúng ta là người tử tế nếu chúng ta là người tốt à, thì à, sống được với nhau và giả như sau này vì một lý do nào đó chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta cũng không hối hận À, sống tốt với nhau, để khi xa nhau chúng ta không hối hận. À, ví dụ như là bố mẹ, khi bố mẹ còn sống, chúng ta hãy cố gắng sống tốt với cha, với mẹ, để khi bố mẹ về với chúa, chúng ta cũng không có thấy tiếc nuối. Con thì con cũng xác tín cái điều này. À, mỗi khi đến một cái nơi nào đó, thì con vẫn cứ à, à, nghĩ rằng là mình chỉ đến đây một thời gian thôi. Một nhiệm kỳ của chúng con là 4 năm. À, cùng lắm là 6-7 năm rồi chúng ta cũng sẽ đổi đi nơi khác thì chúng ta hãy cố gắng sống hết mình có thể là chúng ta chưa hoàn hảo nhưng mà chúng ta có cố gắng à, nếu chúng ta đã có cố gắng đã cống hiến thì khi chúng ta ra đi chúng ta cũng không thấy có tiếc nuối gì cả nói nhiều ông thánh Phaolô đó thì ông bảo là khi còn ở với anh em thế thì tôi đã tôi đã giảng lời chúa cho anh em tôi đã hướng dẫn anh em vì thế sắp đến ngày tôi phải ra đi và khi tôi ra đi rồi nếu có người anh em nào mà phải hư mất thì tôi vô can. Bởi vì tôi cũng đã giảng lời Chúa, tôi cũng đã giúp đỡ anh em hết mình. Thế thì nếu mà giả như mà anh em có phải hư mất gì đó thì đấy là lỗi của anh em chứ còn bản thân tôi thì tôi cũng đã hết lòng với anh em. Thế thì tóm lại, nếu chúng ta là người tử tế, nếu chúng ta là người tốt thì hãy sống hết mình để khi không còn sống được với nhau nữa thì chúng ta cũng không có hối hận để khi đi xa chúng ta không có hối hận câu danh ngôn thứ ba tiền thì quan trọng đấy ai mà chẳng cần tiền nhưng thỉnh thoảng phải kiểm tra lại xem có đánh mất thứ gì mà tiền không thể mua lại được không câu này rất là thực tế nếu ai nếu mà chúng ta bảo rằng là chúng ta không thích tiền không cần tiền thì xem ra là chúng ta là những người ở cõi trên sống ở giữa trần gian này thì chúng ta vẫn cần tiền để mà chúng ta còn ăn còn uống còn sống còn sinh hoạt rồi còn chia sẻ vân vân và vân vân à, tiền thì cũng làm hôi nước mắt cũng là công sức thôi nên là câu danh ngôn này cho chúng ta thấy là tiền thì ai cũng thích đi tu cũng thích linh mục cũng thích bà sơ thì cũng thích ai thì cũng thích thế nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ xem là chúng ta có đánh mất cái gì đó mà tiền không mua được à, ví dụ như là tiền là quan trọng nhưng mà dĩ nhiên nó không phải là tất cả à, tình cảm nó là điều quan trọng hơn à, đức tin là điều quan trọng hơn chúa là điều quan trọng nhất à, tiền là quan trọng nhưng mà tiền bạc đâu có thể mua được chúa thế nhưng mà chúng ta có thể sử dụng tiền bạc để có thể đổi lấy nước trời như là Đức Giêsu nói anh em mới dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn hữu tức là Chúa muốn chúng ta là nếu mà chúng ta có tiền có của thì, thì chúng ta hãy, hãy chia sẻ cho nhiều người cho nhiều người bạn bè cho nhiều người đau khổ để khi hết tiền hết của thì là cái phần cái phước đó thì chúng ta hưởng Đã, tiền thì là cần thiết nhưng mà chắc chắn là chúng ta thấy rằng nó chỉ là phương tiện nó không phải là tất cả tình yêu thì lớn hơn tiền bạc và Chúa còn lớn hơn tất cả vì thế mà người ta nói là thôi thì chúng ta cũng chân nhận với nhau tiền là điều hết sức là quan trọng mà nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng phải suy nghĩ xem mình có đánh mất cái gì đó mà tiền không mua được à, chúng ta có thể mất tiền nhưng mà chúng ta đánh mất niềm tin nơi nhau chúng ta đánh mất tình yêu nơi nhau chúng ta đánh mất chùa cái câu này cũng rất là tuyệt vời nha tiền là cần thiết nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng cũng phải suy xét xem là mình có đánh mình có có đánh mất cái gì đó mà tiền bạc không mua được ví dụ như là chúng ta đánh mất uh, uh, tình nghĩa với nhau chúng ta đánh mất niềm tin nơi nhau chúng ta đã đánh mất đức tin bài tin mừng ngày hôm nay nói về dụng ngôn những nét bạc và chú muốn chúng ta phải sinh lợi Thì sáng hôm nay thì con cũng chia sẻ với quý sơ với ba cái nén bạc mà tất cả chúng ta ai cũng có thứ nhất là nén bạc đức tin khi chúng ta được rửa tội là chúng ta lãnh nhận hồng ân đức tin chúng ta phải sinh ơn đức tin sinh lợi đức tin cho anh chị em cho con cho cháu cho những người xung quanh nén bạc thứ hai đó là lời Chúa chúng ta được lắng nghe lời Chúa mỗi ngày chúng ta được lắng nghe lời Chúa mỗi ngày thì chúng ta cũng phải sinh ích tức là nói lời Chúa cho anh chị em và cái điều thứ ba đó là người nghèo người nghèo cũng là nén bạc Chúa giao cho chúng ta thế thì nếu chúng ta biết chia sẻ với những người nghèo là chúng ta đang sinh lợi là chúng ta đang sinh lợi à, thế thì à, tiền bạc là quan trọng nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là chúng ta có thể đánh mất những cái gì đó mà tiền bạc không có mua được ví dụ như là đức tin chúng ta đánh mất đức tin chúng ta đánh mất lời chúa chúng ta bỏ rơi người nghèo đó là những thứ mà tiền bạc không có mua được ha? rồi tiếp tục câu danh ngôn thứ tư khi bạn có một chút bạn muốn nhiều hơn khi bạn có nhiều hơn, bạn ao ước nhiều hơn nữa. Nhưng khi bạn mất đi tất cả, bạn chợt nhận ra rằng một chút thôi cũng đã đủ. Tức là con người lòng tham vô đáy. Khi chúng ta có một thì lại muốn hai, có hai lại là muốn bốn, có bốn thì muốn mười. Đấy. Đấy. Bao nhiêu cũng không vừa. Thế nhưng mà đúng một cái có thể chúa lấy đi tất cả. Rồi chúng ta mới cảm thấy một tí thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Thế thì tóm lại, xin cho chúng ta đừng tham lam hãy hạnh phúc với những gì chúng ta đang có à, cũng có một câu danh ngôn gần gần như thế này người hạnh phúc không phải là người có tất cả nhưng mà là người luôn cảm ơn những gì họ đang có thế thì chúng ta đang có những cái gì à, chúng ta đang có những người thân chúng ta đang có giáo xứ chúng ta đang có à, những người nghèo xung quanh vân vân Thế thì xin cho chúng ta cũng trân trọng tất cả những cái điều đấy. Sinh ích với tất cả những cái điều đấy nha. chứ còn cái mình đang có thì lại không quan tâm rồi lại cứ mộng mơ những cái điều khác. Rồi, rồi đùng một cái để mất hết tất cả rồi chúng ta thấy sẽ thấy là một tí thôi cũng đã là vui lắm rồi. Thế mà bao nhiêu năm qua thì chúng ta lại không cảm thấy hạnh phúc trong cái điều đó. Thế thì tóm lại xin cho chúng ta luôn hạnh phúc với những gì chúng ta đang có gần bên chúng ta xin cho chúng ta luôn hạnh phúc với những gì đang có bên chúng ta ha còn người thì lòng tha mà có một thì thích hai có hai thì thích bốn ha. rồi đùng một cái mất đi tất cả thì chúng ta mới thấy rằng là một tí những gì đang ở với mình thì thật là quý giá rồi câu danh ngôn thứ năm khi con thành công phía sau đó là bố mẹ khi con thất bại bên cạnh đó là bố mẹ mọi khoảnh khắc quý giá đều có gia đình ở bên câu này là một câu tôn vinh gia đình khi chúng ta thành công thì cũng có cha mẹ anh chị em gia đình ở bên khi chúng ta thất bại thì cũng cha mẹ anh chị em thân, thân những máu mủ ở bên chúng ta và mọi khoảnh khắc trong đời của chúng ta thì luôn luôn có gia đình vì thế chúng ta hãy trân trọng gia đình của mình bao lâu mà chúng ta còn sống được với nhau chúng ta hãy trân trọng đối với cá nhân con thì cũng rất là may mắn gia đình con đổi về bố mẹ con ba con thì mất rồi mẹ con thì cũng về với ông anh con ở trên hôm nay thì bây giờ thì con cũng về thủ đức từ từ hộ đức về hôm nay thì nó cũng khoảng 22 cây số thôi nên là thỉnh thoảng thì con cũng chạy về nhà nhưng mà đôi lúc con cũng cảm thấy là con dành thời gian cho những cái công việc khác nó nhiều hơn gia đình đôi khi con cũng nói với mẹ con cũng nói với bà chị con là thôi thì cũng thông cảm thỉnh thoảng thì con mới về với gia đình còn thời gian còn lại thì con còn dành thời gian đi dân lễ dành thời gian soạn bài giảng dành thời gian chia sẻ lời chúa dành thời gian với quý ông bà và anh chị em dành thời gian cho những người nghèo cho các bệnh nhân trong những ngày này thì chúng con cũng đang đi gom gom một chút để chia sẻ cho các em thiếu nhi nghèo à, nó có hai nơi à có ba nơi thứ nhất là bệnh viện Ung Bướu, thứ hai đó là ở chỗ biên giới à, um, cao sát Tây Đinh mà ngày xưa còn ở hiện nay thì cha phó của con là cha sở của Hòa Bình thì con cũng đồng hành với ngài. Và cái thứ ba là cho quý thầy quý sơ bên Campuchia để phát thì con thấy cũng cũng rất là vui. Ngày hôm qua nghe con đi à, đến nhà cái bà này cái bà này bà nói chung bà cũng bảy mấy tám mươi rồi bà cũng yếu lắm rồi đi lại cũng khó khăn rồi thì vô tình thì bà nghe được con chia sẻ thôi thì bà bà thích lắm à, thích là sao thích là bởi vì bà sinh ra ở campuchia bà nói cha ơi con sinh ra ở campuchia lớn lên rồi con mới về việt nam nên là bà nói tiếng campuchia rất là giỏi thế thì khi nghe thấy là con đi giúp bên campuchia thì bà thích lắm mà rất là thích và nói trời ơi đấy cũng là quê hương cái nơi mà mình sinh ra bên đó và bà, bà từng ở Campuchia thì bà biết bên đó nó nghèo lắm rất là nghèo thế thì quá nghèo nên là bà về lại Việt Nam rồi Chúa cũng ban cho bà cái tài buôn bán thì bà cũng buôn bán tranh sơn dầu này kia đó thì bà cũng có tiền thế thì bây giờ thì khi mà bà về hưu rồi thì bà cũng chia sẻ chỗ này chỗ kia nhưng mà rất tiếc là bà, bà lại không biết hay bên Campuchia rồi bà giúp thế thì khi bà biết con thì bà cũng đã chia hết rồi nên là bà chỉ còn một chút cái gọi là hàng tháng có cái tiền lãi ấy, ấy ăn thì còn dư lại một chút thì bà chia sẻ thì con cũng nói với bà rằng thôi thì mọi sự là chúa rất dắt à, thế nhưng mà cho nhiều cho ít không quan trọng cho bằng là với tất cả tình yêu thế thì ngày hôm qua thì à, bà có hẹn con lên thì bà cũng gửi cho con một chút để mua quà trung thu cho à, các em thế thì à, con nói với bà rằng là à, con sẽ cầu nguyện cho bà sống lâu sống thật lâu, thế bà nói trời, ơi, cha ơi, bây giờ con đau đớn, con bệnh tật, con đau đớn lắm, thì nếu chú thương chú cắt con thì cũng nhẹ nhàng cho con. Bỏ không, bà phải sống lâu để mà con còn có cái tiền hưu để mà chia sẻ cho những người nghèo. <laughs> thế thì bà bảo là uhm, cha cũng khéo quá, ha <laughs> cha cũng khéo quá. Ha. Đây để con có nói bà thôi thì à, à, nếu mà nói chung là mặc dù là bà nghỉ hưu rồi nhưng mà bao nhiêu năm buôn bán thì nhà bà cũng nhiều tranh ảnh này kia cũng nhiều cái đẹp lắm con nhìn con cũng thích lắm thì con cũng không xin thì nó cũng hơi kỳ thì con cũng nói là à, khi nào bà thanh lý nha bà và gọi con nhé, cho, cho con xin mấy cái cái đầu thanh lý. Thực sự trong đầu con thì con cũng nghĩ bà thanh lý đi chứ trời ơi, nhà cửa chất quá trời đủ thứ hết trơn. Nhưng mà có lẽ là người ta buôn bán bao nhiêu năm rồi, những cái món hàng đó nó cũng khá là là, là quý giá nên là bà cứ chất đầy trong nhà vậy đó. Thì xin khuyên bà và anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho các bà này để bà một lúc nào đó bà thanh lý bớt đi. <laughs> <laughs> nhưng mà dù sao thì hôm qua thì con cũng lấy được hai cái đèn bàn thờ tức là hai cái đèn bàn thờ cái đèn nó, bằng thủy tinh nó cũng cũng đẹp lắm con nói ủa nhà bà buôn đèn hay sao mà nhiều đèn thế bà nói trời ơi cái nhỏ nó bán đèn giống như là đèn trang trí đó nó mượn của bà là hai chục cây vàng thế bây giờ làm ăn nó thua lỗ nó bỏ thôi bây giờ mấy cái đèn này bà nhắm bà lấy được cái nào bà lấy đi chứ giờ tôi không có tiền thế là bà lấy được mấy cái bóng mấy cái đèn mà để trưng bàn thờ đấy thế thì um, con cũng lấy được hai cái <laughs> rồi câu danh ngôn thứ năm nói rằng là khi chúng ta thành công thì cũng có gia đình ở bên khi chúng ta thất bại thì cũng có gia đình ở bên à, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta thì luôn luôn có gia đình vì thế mà chúng ta hãy trân trọng gia đình mình thật sự thì con con đi tu thì con cũng cảm nhận cái điều này rõ lắm khi khỏe mạnh thì mình ở nhà dòng mình làm đủ điều hết trên làm này làm kia nhưng mà bệnh cái này chạy về nhà <laughs> bệnh cái là chạy về nhà chạy về nhà thì để... có bố có mẹ nó ngày xưa mà nhà con còn dưới cái sắn nha mỗi khi con về nhà không bao giờ con phải giặt quần áo cứ tắm xong để để mẹ con bà giặt hết Bà làm hết nhiều khi thì mình thoáng qua thì mình cứ nghĩ là chuyện nó bình thường nhưng mà ngồi mình gẫm lại mình mới thấy là thật sự thì đúng là chỉ có cha mẹ người thân mới giặt giũ quần áo cho mình thôi chứ còn mình đi tu thì mình cũng phải tự làm hết tất cả à thế thì câu danh ngôn này nhắc nhở tất cả chúng ta hãy trân trọng gia đình của mình và cha mẹ anh chị em lo lắng cho mình cũng là để cho mình sống tốt với đời thật sự thì con thấy giống như là bố mẹ cũng chẳng mong con để mà lo lại cho bố mẹ đâu nhưng mà cũng hy vọng con tốt với chúa tốt với cuộc đời thì con thấy gia đình con thì cũng chẳng có đòi hỏi là mình phải làm cái gì cho gia đình hay là trong những ví dụ như là ba mẹ con đau bệnh thì cũng chẳng bao giờ mà ông anh con ông báo hết trơn bởi vì bỏ thôi đi tu rồi cũng không có muốn gọi là nặng nề gì với gia đình cả anh chị em có thể lo được hết đấy thế thì con thấy cũng đó là tình yêu đích thực đó tình yêu đích thực là chúng ta giúp cho con cái cho cái người nào đó tốt và là tốt với đời chứ cũng phải là giúp cho họ để rồi sau họ sau này họ phải phục vụ lại mình thì đấy nó nó không phải là tình yêu chúa cũng muốn chúng ta như vậy chúa ban ơn cho chúng ta là để cho chúng ta sinh ích cho cuộc đời sinh ích cho người khác thế thì chúng ta tạ ơn chúa vì chúng ta biết chúa chúng ta cảm ơn gia đình bởi vì chúng ta có gia đình và chính gia đình là cái gì đó bình an để cho chúng ta có thể tốt với Chúa, tốt với anh chị em, làm việc cho 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 đời. Đó là năm câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay nha. À, có lẽ nhiều người cũng đã đi nghỉ à, à, mùng 2 tháng 9 rồi nên là sáng nay đi dân lễ thì con thấy nó nó cũng đường 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 xá nó cũng rất là vắng vẻ. À, xin Chúa cũng chúc lành cho quê hương Việt Nam của chúng ta, à, cho cuộc sống mỗi ngày mỗi nhẹ nhàng hơn và đặc biệt là cho tình yêu lọc bắc ái của dân tộc Việt Nam nó cũng ngày càng phát triển. Này, khi chúng ta có tấm lòng, khi chúng ta có lòng bác ái thì sẽ không có nghỉ nghèo, sẽ không có người đau khổ. Rồi con xin được đọc lại năm câu danh ngôn sáng hôm nay nha. Người lạc quan thì thấy vẻ đẹp của hoa hồng, nhưng người bi quan thì chỉ để ý đến gai của hoa hồng. Vì thế xin cho chúng ta luôn để ý đến cái đẹp và đừng cắm đầu cắm mắt vào những cái xấu của người khác. Lời câu thứ hai, hãy tử tế khi còn gần nhau, để sau này khỏi hối hận khi xa nhau. Hãy tử tế khi còn gần nhau, để sau này không có hối hận khi đã xa nhau, khi phải xa nhau. Rồi câu thứ ba, tiền thì quan trọng đấy, ai mà chẳng cần tiền. Nhưng thỉnh thoảng phải kiểm tra lại xem mình có đánh mất thứ gì mà tiền bạc không mua lại được không. Tiền thì quan trọng đó, nhưng mà chúng ta cũng cần thỉnh thoảng thì cũng phải suy xét xem mình đã đánh mất những cái gì mà tiền có mua có 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 đầy tiền cũng không mua lại được ví dụ chúng ta đánh mất tình nghiệm thì có đầy tiền cũng chẳng mua lại được chúng ta đánh mất niềm tin chúng ta đánh mất chúa thì tiền nào mà có thể mua lại được rồi câu thứ tư khi bạn có một chút bạn lại muốn có nhiều hơn khi bạn có nhiều hơn bạn lại ao ước nhiều hơn nữa nhưng khi mất đi tất cả thì chúng ta mới thấy một chút thôi cũng đã đủ rồi vì thế chúng ta hãy luôn cảm ơn tất cả những gì chúng ta đang có dù là một chút ông bà và anh chị em có nhiều người gửi hai chục ngàn ba chục ngàn nhưng mà con con cảm thấy rất là trân quý trân quý những cái điều đó có thể đó là cái gì đó rất lớn đối với họ nhưng mà họ đã chia sẻ ha xin cho chúng ta đừng tham lam nhưng hãy luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì chúng ta đang có dù là một chút và câu thứ năm khi con khi con thành công phía sau là bố mẹ khi con thất bại phía sau là bố mẹ trong mọi khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống phía sau là gia đình à, xin cho chúng ta biết trân trọng gia đình để làm gì không phải là để mình lo cho gia đình quá nhưng mà trân trọng gia đình để chúng ta sống tốt với cuộc đời sống tốt với chúa con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúc chúc lành cho tất cả chúng ta à, trưa hôm nay thì sẽ có chuyến xe đưa một số quả trung thu đi về chỗ cha an tôn ở hòa bình để chuẩn bị phát cho các em thiếu nhi đặc biệt là các em thiếu nhi lương dân à, ở cái vùng đó thì con cũng thấy rất là vui chúng con cũng sẽ có thêm một vài chuyến nữa đi một số nơi nhưng mà cụ thể là vùng biên giới và bên Campuchia. Sáng hôm nay thì con cũng có một cái niềm vui nho nhỏ, đó là tối hôm qua thì khi con đi lấy đồ đó về thì tối hôm qua mà anh chị em thấy là Sài Gòn mưa rất là to, vì thế mà con không thể đi được tại vì nó có một ít đồ sợ nó ướt nên là con mới tạm ghé vào một cái trạm xăng để con trú mưa. thì trong lúc con đang trú mưa như vậy thì là có một cái anh shipper đó, nó gọi anh thoại anh bảo trai có một người họ gửi cho trai ít bánh. À, cho trung thu thế thì con mới nói là bây giờ tu viện đóng cửa rồi thì thôi anh kế bên tu viện nó có một cái phòng trọ nó có cái cái dãy nhà trọ đó. thì anh qua này anh cứ nói thực sự thì con cũng, cũng cũng chưa có quen cái 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 dãy trọ đó nhưng mà về trong cái hoàn cảnh này thì con nói với anh anh cứ qua anh nói là ông cha ở tu viện này ông đi vắng rồi cho ông gửi cái thùng đồ đây để mai ông lấy Thế để sáng nay khi mà đi dân lễ về thì con cũng có mang một cái hộp bánh qua để con hỏi, để con cũng cảm ơn cái người đã nhận. Thế thì con qua con hỏi là tối hôm qua thì không biết là có cái anh nào anh gửi cái cái thùng đồ bên này không? Thế thì cái bà, cái chị mà ở trọ bên này đó, thì chị bảo có, có cha ơi, có, có. Thế là chị lấy cái thùng đồ, lấy cái hộp bánh ra cho con thì con nói là thôi cha cũng biếu chị một cái phần quà trung thu Ê, chị ấy vui lắm thấy thì con mới nhìn ra có thấy trở nguyên một cái dãy trọ luôn thì con hỏi là ở khu nhà trọ này có khoảng bao nhiêu gia đình thì chị bảo là có 10 gia đình 10 phòng thì đủ 10 mà đa phần là ở tha phương cầu thực ở khắp nơi à thấy con mới nói với chị là thôi vậy chị qua đi thì cha cũng gửi cho mỗi gia đình một phần quà Thế thì mang quà phát cho họ mà trời ơi, vui Mẹ Teresa Caruita nói rằng cho đi một nụ cười thì đón nhận được hai niềm vui. Thế thì con cũng cảm thấy vui thì có lẽ là mỗi tháng con cũng sẽ chia sẻ với họ một chút xíu để có một cái tương quan tốt thì sắp tới. Thì tại vì con cũng hay, bà con cũng hay gửi cho người nghèo đó, mà nhiều khi con cũng không có nhà. Thì con cũng nói với cái chị ấy rằng nếu mà cha không có nhà thì xin chị cứ nhận đồ dùng để chủ yếu là để cho người nghèo, cho các bệnh nhân thì con cũng chia sẻ cái niềm vui với ông bà và anh chị em ha. Con cũng hy vọng là mình hơi thì càng ngày mình càng trái tim của mình mở rộng ra với nhiều người hơn, đặc biệt với những người đau khổ. Thì chắc chắn là Chúa cũng chúc lành và ban niềm vui cho tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn cộng đoàn